Cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện hầu tòa phúc thẩm. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên phúc thẩm. Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Sáng mùng 8 tháng 5, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên tòa do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 19 tháng 5. Hôm ngày 27 tháng 3, phiên tòa được mở. Tuy nhiên, quá trình thủ tục, hội đồng xét xử cho biết nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt tại tòa. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi kháng cáo cho các bị cáo và bị hại. Sự sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2022 đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án 10 đến 19 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị phạt mức án 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện, nhận mức án 27 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị phạt mức án 3 năm tù về tội rửa tiền nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho bị hại. Tòa cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận cần làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tách thửa, nếu có sai phạm xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tòa kiến nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ và thu hồi số tiền 9 tỷ đồng mà bị cáo Mai đã chuyển cho bị cáo Huỳnh Kim Thắng và Nguyễn Thái Lực, vì đây là tiền phạm tội mà có. Sau bản án sơ thẩm, 16 trong số 23 bị cáo kháng cáo. Trong đó, Luyện và Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, cùng kháng cáo kêu oan. Liên quan vụ án, 97 bị hại và hai cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo. Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba, kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người. Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.500 khách hàng.